Và chào mừng quý vị quay trở lại với phần hài của chúng ta ngày hôm nay nữa. Vâng xin chào quý vị. Vâng. Và. và chúng ta sẽ đến với một cái phần mà hết sức hấp dẫn và là cái phần mà duy nhất chỉ có tại Học viện Bất động sản Rich Nguyễn ở Kadami của chúng tôi. Đấy là phương pháp làm báo cáo nghiên cứu thị trường. Vâng. Và. và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây trước mỗi một lần đi đầu tư ta đều làm các bản báo cáo nghiên cứu thị trường trên giơ tay. Dạ vâng, cũng có một người à <laughs> vâng. Và, Và vâng thưa quý vị thì khi nói về làm báo cáo nghiên cứu thị trường ấy thì nó sẽ có bốn cấp độ của nghiên cứu thị trường. Cấp độ cao nhất thì người ta nghiên cứu về định hướng về chiến lược phát triển quốc gia. Vâng, tôi xin phép được chia sẻ lại là khi nói về nghiên cứu thị trường thì nó sẽ có bốn cấp độ. Cấp độ cao nhất là người ta nghiên cứu về định hướng chiến lược phát triển quốc gia. Bởi vì bạn, chúng ta đang sống ở quốc gia nào thì chúng ta phải xem được cái chiến lược, cái gì ạ? những cái định hướng phát triển của quốc gia đó nó sẽ đi về đâu. Cái thứ hai, cấp độ thứ hai của nghiên cứu thị trường là người ta nghiên cứu về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Tức là sẽ thể hiện những hành động nào để thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia đó. Và cái thứ ba nữa, đó là đến nghiên cứu về việc gì ạ? các vùng kinh tế trọng điểm. Thì ở tại Việt Nam nó sẽ có 24 vùng kinh tế trọng điểm. Nói cái khác là 24 tỉnh Và ngoài 24 tỉnh đó ra thì các tỉnh khác sẽ không được ưu đãi gì cả Đúng không ạ? Và sau khi người ta nghiên cứu được về 24 tỉnh đó rồi Thì đến cấp độ thứ tư là nghiên cứu một thị trường khu vực Tức là ở cái cấp độ huyện này, Trong một cái tỉnh nhất định nào đấy Thì đấy là bốn cấp độ của nghiên cứu thị trường Và nếu như các anh chị chưa từng qua các chương trình đào tạo và huấn luyện Thì chắc chắn anh chị không thể nghĩ được là nó như thế Ok và trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ xin phép chia sẻ các anh chị một cái bản nghiên cứu thị trường về thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh mà chúng tôi từng làm đúng không ạ nhé. Ok. Đó. Thì bao giờ cũng vậy. Khi nói về nghiên cứu thị trường khu vực thì nó lại chia làm hai phần là nghiên cứu lý thuyết tại bàn, nghiên cứu lý thuyết tại bàn và đi nghiên cứu thực địa ở dưới địa phương. Hiểu không ạ? Và trong nghiên cứu về lý thuyết thì nó lại chia làm khoảng 3 phần con như sau. Được không ạ? Thì đầu tiên trước khi các anh chị đi đến cái phần mà đi vào một cái huyện cụ thể thì bao giờ người ta cũng phải tìm hiểu cái tỉnh đấy nó có giàu mạnh không. Nó giống như việc ta là một thành viên trong một gia đình năm anh em. Thì cái nghiên cứu đầu tiên là phải xem cái dòng họ và cái gia đình đấy nó có truyền thống như thế nào và có giàu mạnh hay không đã. Thì trước khi nghiên cứu về một huyện, ta phải xem cái tỉnh đó nó có giàu mạnh không đã rồi mới nói chuyện đến huyện tỉnh mà nghèo thì huyện chắc chắn là không có gì hiểu không ạ nhá ok nào đó thế thì cái câu chuyện thì bao giờ thế nghiên cứu về một tỉnh thì bạn phải nhìn thấy một cái bức tranh lịch sử hình thành của nó như thế nào qua các thời kỳ cái này thì nó cũng là mang cái yếu tố để đi lướt qua để nhìn thấy một cái bức tranh đúng không ạ thì qua cái việc đó thì ví dụ như ở đây các anh chị sẽ thấy này đó những cái thông số ví dụ như là 2008 thì thành lập thành phố Móng Cái này. 2011 thì bắt đầu thành lập thành phố Quảng Bí trên địa cũ là thị xã Quảng Bí. Và 2019 xác nhập Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long và Quảng Ninh chính thức có 4 thành phố, 2 thị xã, 7 huyện. hiểu không ạ? Thì tức là trước khi về một tỉnh, bạn phải hiểu xem bao nhiêu huyện, bao nhiêu thị xã, bao nhiêu đơn vị hành chính. Đúng không ạ? Chứ bây giờ bạn bảo tôi đầu tư ở um, Hải Phòng, bạn thế Hải Phòng có bao nhiêu đơn vị hành chính? Em cũng không biết. Em chỉ biết mỗi cái khu A à này em xuống xem đất còn những chỗ khác em chả hiểu gì cả. Đúng không ạ? Đó thì đó chúng tôi hay gọi là gà vịt bày nhau nhác. Vâng, các đơn vị hành chính thì nó có 13 đơn vị hành chính như tôi vừa nói. Bốn thành phố, hai thị xã, bảy huyện mà cụ thể tên từng huyện. Đúng không ạ? Đấy. Và ở tại đó người ta phân loại theo cấp đô thị Thì thành phố Hạ Long là đô thị loại 1 Cẩm Phả, Uông Bí và Móng Cái là đô thị loại 2 Đô thị loại 3 thì có thị xã Quảng Yên và thị xã Đồng Triều Đô đồ thị loại 4 thì có gì ạ? Thị trấn Tiên Yên và thị trấn Cái Rồng Đúng không ạ? Đô thị loại 5 thì nó có gì ạ? Gì Thị trấn Quảng Hà, Đầm Hà, Cô Tô, Bình Liêu, Bà Trẻ thì đấy là mình phải tìm ra được những cái 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 đơn vị hành chính và phân cấp theo đô thị cái việc mà phân cấp theo đô thị nó sẽ quyết định là thằng này giàu hay nghèo vì mày nghèo thì không thể lên đô thị loại 2 đô thị loại 1 được và đồ thị loại 3 bét nhất phải là thị xã hiểu không ạ đó thì đã được lên đến cấp thị xã thì chắc ở đấy nó cũng khá khá đấy chứ còn về một cái vùng loại 4 loại 5 rồi các thứ thì nó nghèo nàn lắm. đúng không ạ? Yeah. Nhá. Ok. Ngoài ra nữa thì chúng ta ngoài lịch sử, ngoài đơn vị hành chính cái thứ ba người ta cần phải tìm hiểu về vị trí địa lý. Đông giáp cái gì, tây giáp cái gì. Đúng không ạ? Nam giáp cái gì, bắc giáp cái gì. Đó. Và tại sao phải nghiên cứu về vị trí địa lý? Bởi vì nó có những cái vùng đất giống như cái đất nước Việt Nam này này. Nó nằm ở cái vị trí nó quá ăn tiền Và chúng ta có 3.260 km đường biển Ít khi có cái bất động sản nó mà mặt tiền lớn như thế Đúng không ạ? Và chúng ta vị trí quá lớn ôm trọn biển Đông 3.260 km đường biển Đấy là một lợi thế cực lớn về biển Đúng không ạ? Và tài nguyên biển thì là vô Nó là vô cùng phong phú Và bạn thấy Trung Quốc có đường lưỡi bò chín đoạn Là phải cố để lè lưỡi ra để cố gắng để con được đi ké đấy <laughs> chứ không Trung Quốc mà cái đấy của Việt Nam bên kia của Philippines góc kia của Nhật thế thì thế là thôi luôn thế là Trung Quốc chả có đường biển là đi qua mà, mà, đường biển đã là của bạn mà tôi hàng xóm đi qua bạn giao đường là tôi phải chịu chứ hiểu không ạ thì họ phải mượn cớ cố gắng để mà phải đây là của tôi đấy, từ ngày xưa thế là đang tranh chấp tôi đi kệ tôi anh thích thì giờ đây mà đánh nhau hiểu không ạ chứ nó không dám công nhận đấy là của mình đúng không ạ và Quảng Ninh có một cái vị thế rất là tuyệt vời Cách Hà Nội Hải 120 cây Cách dạ, thành phố Hải Phòng 34 cây Đúng ạ đó Có đường bờ biển dài 250 km Là tỉnh duy nhất dạ, Có cửa ngõ ra dạ, biển miền Bắc Và cửa ngõ kết nối với Trung Quốc Tức là có cả cửa khẩu Nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Đúng không ạ? Đó Thì về vị trí địa lý như thế Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải quan sát về khí hậu. Thế thì tôi vẫn thường đặt cái câu hỏi là tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại được chọn là hai đầu trọng điểm kinh tế của miền Bắc và miền Nam? Theo quý vị. Tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được chọn là hai vùng kinh tế trọng điểm và đầu tàu của miền Bắc và miền Nam? Tại sao? Vâng, đúng rồi. Mưa thuận gió hòa và giao thông thuận tiện. Tức là nó quá ảnh hưởng của địa lý và tự nhiên Những cái đấy nó ảnh hưởng rất lớn về việc phát triển Miền núi thì Hà Giang rồi Bắc Cạn thì phải nghèo rồi Vì nó đường xá, đúng không? Mưa, gió, vị trí di chuyển, tất cả mọi thứ Thì những cái khu vực ta đầu tư ta cũng phải xem Thì ở đây cái lượng mưa của nó khá là ổn định và ôn hòa Và nó cũng không có bão Ít bão vì nó có cái vịnh Một cái yếu tố nữa ta cần phải nghiên cứu đó là một cái địa phương người ta có cái cơ cấu về thành thị và nông thôn Bạn đầu tư vào những cái thị trường mà Trên 60, thậm chí 70%, 80% là dần nông thôn là bạn chết đói ngay Bạn phải đặt một cái câu hỏi Là tại sao vẫn ngần lấy năm lịch sử Mà chỗ khác người ta giàu mạnh và nó lên thành thị nhiều như thế Mà cái thị trường mình đang nghiên cứu Sao nó lại nghèo bền như thế Sao nó cứ nồng thồn mãi như thế này Tại sao nó không thể Cái tỷ lệ thành thị nó không thể cao được Đúng không ạ Bởi vì nó có nguyên nhân của nó Trước khi mình sinh ra Nó đã chịu những lời nguyền địa lý rồi Rồi thì yếu kém về mặt lãnh đạo Cơ sở vật chất tất cả mọi thứ Làm cho nó nhiều năm không thể bứt phá lên được Ví dụ như vừa rồi tôi đi làm thiện nguyện Ở trên Sơn La cũng vậy Tôi lên một cái huyện là huyện Phù Yên Ôi rồi đi vào đến cái chỗ thiện nguyện nó, lộn cứ sóc ngược hết cả ruột lên Đường nó xấu bạn ạ Thì những thế làm sao nó phát triển được Tức là cái địa lý của nó Đúng không ạ? Nó kém Vì vậy nên là cái chỉ số này nó nói cho bạn biết Chỗ đấy dần có tiền đấy Đất rồi sẽ sốt Hiểu không ạ? Chứ mình cứ làm mình chả hiểu cái gì cả Đó, đúng không ạ? Mật độ dân số bình quân 216 người trên 1 km vuông. Đó. Đó là dạ, mật độ thấp trong 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đúng không ạ? Đó. Rồi một số những cái khác, những huyện một số, trong đó thì nó có một số huyện miền núi. Rất là thừa thớt, nó đã miền núi rồi thì xuống Quảng Ninh không cần vào đây. Hiểu không ạ? Nhá. Vâng. Vâng, tỷ lệ lao động qua đào tạo, cái trình độ dân trí này. Diện tích thì là hơn 6.208 km vuông Dân số thì bao nhiêu? 1 triệu 3, 1 triệu 4 rồi triệu 3 rồi Nông thôn 33, thành thị 68 Tỷ lệ qua lao động được huấn luyện Tức là có trình độ 85% Đó Cao hơn cái mức bình quân của cả nước Nên là 62 Đúng rồi, nhá, ok Đấy Rồi các chỉ số Các chỉ số về mặt phát triển kinh tế Nó xếp thứ bao nhiêu Đúng ạ, trong năm 22 Quảng Ninh có GDP, zero GDP là 11%. Nếu GDP là chỉ số của cả nước thì zero GDP là chỉ số của tỉnh. Đúng ạ nhá. Đó. Năm 2013 này 316 000 tỷ rồi tiếp tục tăng một bậc, đúng không ạ? Lũy kế cuối năm 23 FDI đạt 13 tỷ đô. Đứng 4 trên 11 vùng của Đông bằng sông Cửu Long và thứ 10 trên 63 tỉnh thành, thằng này nó sống thế nào mà để đầu tư nhiều ấy. Đúng không ạ? nhá, yeah. đó. Tiếp theo nữa là người ta cần phải xem xét về cái hạ tầng. Thì cái yếu tố về mặt hạ tầng đường xá nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến sự phát triển kinh tế của một khu vực. Mà kinh tế của một khu vực nó phát triển thì bất động sản nó sẽ phát triển. Được không ạ? nhá. Yeah. Và tất cả những cái điều này sau này các anh chị học trong các chương trình chuyên sâu như bất động sản, vĩ mô thì tôi sẽ chia sẻ Chứ còn anh chị nhìn thế này thì biết thế thôi chứ về mình cũng chả làm được đâu Đúng không ạ? Chắc chắn là thế Bởi vì một cái bản chính thức nó dài 100 trang Thì chúng tôi chỉ vắn tắt lại khoảng độ 30 cái slide thôi 100 trang mà toàn tách mấy ảnh mới lên có 30 là cắt nhiều lắm rồi Hiểu không ạ? Đó Đúng không ạ? Đó, rồi thì nó có những cái cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đúng không ạ? Đấy, hệ thống các tuyến đường cao tốc, chúng ta biết Quảng Ninh bây giờ rồi thì hệ thống cao tốc quá kinh khủng. Hạ Long cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Hạ Long, Hạ Long đi Vân Đồn, Vân Đồn đi Móng Cái nó chạy thông hết rồi. Bờ đàng từ Hà Nội mà chạy ra Móng Cái bây giờ thì mất bao nhiêu? Khoảng 3 tiếng rưỡi. 3 tiếng rưỡi. Bạn ạ, chạy veo vé veo đường toàn cao tốc thôi chạy cứ vèo mát rượi luôn xe êm không có lắc lư gì cả đúng không ạ vâng sau về hệ thống cao tốc thì vâng vẫn trong đấy thì ngoài ra nó còn những cái tuyến một số những cái tuyến khác quốc lộ 18, quốc lộ 18 b 18 c 4 b 279, 17 b quốc lộ 10 đúng không ạ quốc lộ 18, 245 km này đấy xương sống của quảng ninh Rồi tiếp theo nữa là đường sắt và đường hàng không Quảng Ninh thì có sân bay Vân Đồn do Sun Group xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2018 nếu ạ đấy một cái tỉnh một cái địa phương mà nếu như nó có sân bay là một cái lợi thế rất là lớn bạn ạ chứ còn ví dụ như uh, tôi đi nghiên cứu thị trường ở nhiều khu vực ấy. ví dụ như uh, bữa trước chúng tôi có đi xuống uh, um, Đồng xoài Đồng xoài đúng không ạ đó đồng xoài tự nhiên quên mất cả tên tỉnh bình phước thì từ đồng xoài mà muốn ra hà nội là đầu tiên phải chạy xe lên thành phố hồ chí minh đã là nó mất khoảng hai tiếng mấy rồi hai tiếng rưỡi rồi sau đó thì lại từ hai tiếng rưỡi xong lại vào làm thủ tục nữa bạn ạ à, mà anh em mình đi bao giờ phải ra sân bay trước ít nhất khoảng một tiếng thế là nôm na loanh quanh là bạn mất khoảng hết buổi sáng để chỉ được lên cái máy bay xong nó bay mất hai tiếng nữa ra hà nội hết đến là mất 6 tiếng rồi đấy xong rồi lại xe lại từ ngoài nội bài mà chạy về đời loành quành. từ lúc máy bay hạ đến đi về đời kiểu gì mất một tiếng nữa thế là hết mất 8 tiếng rồi chả giải quyết việc gì bạn mất ngày mất buổi luôn đấy nên là các tỉnh nó không có sân bay nó rất là bị hạn chế ngoài ra nữa thì nó có cái hạ tầng giao thông về cảng biển Đúng ạ, chúng ta thấy những cái cảng quốc tế như ở thành phố Hạ Long nó có thể đón những cái tàu mà đây, tiếp cận rất là nhiều những cái khu cảng, ví dụ như từ những cái cảng về về vận tải cảng vạn gia tiếp cận khoảng 20.000 tấn này. Khu cảng Cầm Phả tiếp cận là tàu khoảng 50.000 tấn. Đúng không ạ? Cảng Hòn Gai cũng 40.000 tấn. Hay là kể cả về những cái cảng biển về du lịch ở bãi cháy có thể tiếp nhận những cái tàu khoảng 500 phòng năm trăm phòng đi du lịch xuyên biển đấy. Đúng không ạ? Đó. Và sau đấy thì sau cái phần mà tìm hiểu về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông thì đến cái phần tiếp theo nữa là các anh chị ở trên cái tỉnh đấy phải xem được cái quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 tầm nhìn 20, 2021 đến 2030 và tầm nhìn 20 ạ? Nhưng đã được thủ tướng phê duyệt ngày 11 tháng 2 năm 2023. Thì bất cứ một tỉnh nào nó sẽ có một cái chiến lược phát triển tỉnh. Và cái chiến lược của Quảng Ninh nó mô tả vắn tắt trong những cái từ khóa như sau: một tầm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực. Một tầm là thành phố Hạ Long, Hạ Long để làm gì? Hai tuyến đa chiều là hai tuyến nào? Hai mũi đột phá là của hai mũi nào? Móng Cái và Vân Đồn. Đúng không ạ? Ba vùng động lực là vùng gì ạ? Hạ Long mở rộng, du lịch Vân Đồn và gì đấy? Cửa khẩu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Thì đấy. Thì tức là trong tỉnh nó đã nói rõ, đây sẽ là động lực, kia sẽ là đột phá, đây là tuyến hành lang và đây là trọng tâm. Thì mình biết rõ, còn lại những cái xã, phường, những cái huyện khác nó không quan tâm đâu. Nó chỉ ổn định đời sống thôi. Các anh chị hiểu không ạ? Trong nhà mà có năm đứa con thì bây giờ đứa nào giỏi nhất thì tập trung vào nó thôi. Thế phải biết mình mạnh cái gì, yếu cái gì người ta chỉ rót tiền vào đấy thôi. Hiểu không ạ? Đó. Trong đó thì cái vùng đô thị về Hạ Long mở rộng ấy thì nó là cái tuyến từ thành phố Hạ Long Uông Bí về đến thị xã Quảng Yên. Thì đấy người ta gọi là cái vùng đô thị Hạ Long. Hiểu không ạ? Mở rộng nhé. Yeah. Ok. Đó. Và nó cũng quy hoạch Quy hoạch Nó quy hoạch đến 2025 ấy, Thì Quảng Ninh vẫn giữ 13 đơn vị hành chính Trong đó tỷ lệ đô thị hóa là 70-75% Mình phải lấy được các số liệu này Đúng không ạ? Xác nhập Hải Hà về thành phố móng Cái Đô thị Vân Đồn nâng cấp lên đô thị loại 4 Và lên đô thị loại 3 trước 2025 Đúng không ạ? Đến 2030 thì Quảng Ninh sẽ có 12 đơn vị hành chính vì đã sát nhập Hải Hà rồi và tỷ lệ đô thị là 75%. Đặc biệt thị xã Quảng Yên và thị xã Đông Triều sẽ lên thành phố trước 2025 đến 2025. Hiểu không? Tức là nó có cái kế hoạch rồi. Lên thành phố hay không lên thành phố hay tất cả mọi thứ thì anh chị phải hiểu là bây giờ muốn cho nó lên thành phố là anh phải rót tiền vào đây cho nó. Anh phải làm đường giá hạ tầng, anh phải xây dựng cơ sở vật chất, anh phải thu hút cái số dân nhập cư nó phải tăng lên gia tăng công an việc làm tức là đầu tư vào nền kinh tế đủ lớn để nó đẩy về hạ tầng đẩy về dân số đẩy về thu nhập đẩy về đời sống tóm lại là mọi thứ dần lên thì anh mới được lên thành phố thì tự nhiên thì đất nó phải lên giá theo chứ vì công an việc làm có thu nhập cao hơn người dân lao động đến nhiều hơn đúng các khu công nghiệp được mở ra hạ tầng cầu cống kết nối phải làm ví dụ các tuyến Quảng Ninh nó sẽ có uh, khoảng ba cái cầu nó nối từ Quảng Yên này rồi ở Đồng Triều là nó sẽ nối sang thành phố Hải Phòng. Thế là từ Đồng Triều đang bên này sông Hải Phòng bên kia sông bây giờ nối cầu cái vào cảng luôn. Giá trị lắm. Hiểu không ạ? Yeah. Nhá. Đó. Và định hướng về phát triển cao tốc ấy, mình phải tìm xem sau này nó sẽ bổ những cái tuyến cao tốc ở đâu đúng không nhá đang khai thác cái rồi các tuyến trăm quy hoạch đấy đầu tư bất động sản là đầu tư cho giá trị của tương lai mà và tương lai là thứ không được nhìn thấy bởi hiện tại và tất cả nó nằm ở số liệu và chiến lược của tỉnh thì tỉnh nó phải nêu các mục tiêu kế hoạch và chiến lược sau đấy theo đuổi hàng năm thế thì mình sẽ biết trước người ta sẽ làm gì ở đầu giai đoạn nào thì đấy mới là đấy mới là nhà đầu tư thông minh còn đang này đang ngồi nhà xong nghe nó bảo bên kia tiềm năng lắm tiềm năng không ạ thế sau một năm sau là thầy ơi giúp em thầy ơi giúp em <laughs> không ạ? tôi gặp rất là nhiều các anh chị và cái câu nói rất là quen thuộc là ước gì được gặp Rick Nguyễn sớm hơn tôi bảo tôi vẫn làm ở đây bao năm mà anh chị có đến đâu tôi vẫn ở đây Ít nhất tôi là làm cái nghề đào tạo này được khoảng 5 năm rồi anh chị có đến đâu Hiểu không ạ? Cần gì về ước cách đây 5 năm chắc gì anh chị đã đầu tư bất động sản Tôi vẫn ở đây suốt mà Bạn có đến gặp tôi để học các phương pháp đầu tư bài bản đâu Bạn nghĩ nghề này nó dễ, nó ngon Bạn làm xong đến lúc bạn có vấn đề bạn mới bảo ước Hiểu không ạ? Nhá, yeah. ok Đó Ở đó họ sẽ bổ sung ba cái khu công nghiệp phía Nam Quảng Yên Đúng không ạ? Phía Nam Đầm Nhà Mạc khu công nghiệp dạ, phía Bắc đâm nhà mạc. Đấy, rồi khu công nghiệp phía Đồng sông rút này. Đấy các khu công nghiệp phía Tây nằm ở sông Khoai, Uông Bí, Đông Triều Hai, khu Việt Hưng đúng không? Cẩm Phả mở rộng. Đó và cả khu Đông Mai Thì nó có người ta đã lên định hướng hết rồi. nếu ạ? nhá. Đó, nào. Vâng. Và. và kết luận ở tỉnh là có những khu vực nào tiềm năng thì nó quy hoạch Đồng Triều và thị xã Quảng Yên lên thành phố đến năm 2025. Hoặc là cũng có thể để ý về huyện Vân Đồn trước 2025 sẽ nâng cấp đô thị loại 3. Hiểu không ạ? Hải Hà tương lai sẽ sát nhập vào thành phố Móng Cái đến 2030. Hiểu không ạ? Nhá, đó. Và. và chúng tôi nhặt ở ra trong những cái phần mà mà các khu vực này thì chúng tôi nhận thấy là ví dụ như là có cái thị xã Đồng Triều. Bởi vì Quảng Yên thì nó có Vịnh Hạ Long xanh. Nó đã bị rầm rộ và bị phát triển một thời gian rồi. Hiểu không ạ? Đó, thì khi đó thì nó còn là thị xã, nó còn về thị xã về Đồng Triều. Đó. Thì phần hai là với Đồng Triều. Thì bao giờ vậy? Khi vào Đồng Triều vậy nó sẽ có một cái sự sơ lược lịch sử một chút về cái các giai đoạn mà Đồng chiều nó được công nhận, nó được cấp phép rồi nó lên các giai đoạn thành thị để ta nhìn thấy cái cái tốc độ phát triển của một cái thị trường. Bởi vì bất động sản thì cũng phải ăn theo kinh tế thôi. Thị trường người ta có giàu mạnh phát triển thì đất mới sốt. Chứ đâu phải cứ mấy anh em về cứ khua khoáng xong bán trao tay như mơ giàu xong đất sốt. Tự rồi đến cái lúc mà nó gãy nó sập xuống thì những ông đón sau là chết hết đúng ạ. Đó. Và về mặt cơ cấu thì gì ạ? Dân số ở đó thì thành thị ở thị xã Đông Triều nó chiếm khoảng 43% và nông thôn của nó 58%. Chúng tôi gọi đây là một cái tỷ lệ vàng với phân khúc của chúng tôi làm. Bởi vì nếu thành thị quá cao thì thường là giá đất nó cũng cao. Hiểu không ạ? Đó, nhưng mà tỷ lệ đô thị mà thấp quá thì lại chết dở thì cái tỷ lệ đồ thị nó khoảng 40% đến khoảng 60% là đẹp. Cái tỷ lệ đồ thị ấy, thì càng ở dưới thì chứng tỏ là nó sẽ còn nhiều cái nét nó sẽ sơ khai và mua được giá tốt. Đúng không ạ? Đó. Và đây, nó có cả những cái diện tích tự nhiên 397.000 km vuông. 21 đơn vị hành chính bao gồm 10 xã, 10 phường, 11 xã. Đúng không ạ? Nhiệt độ thời tiết một cái điểm quan trọng nữa là cơ cấu ban lãnh đạo của địa phương thì hiện nay ủy ban nhân dân thị xã đồng triều thì đứng đầu là chủ tịch là đồng chí là nguyễn văn ngoãn phó chủ tịch đúng không ạ là đồng chí nguyễn khắc dũng phó chủ tịch uh, tiếp theo nữa là đồng chí nguyễn văn đán và một phó chủ tịch thứ ba nữa là đồng chí lê văn độ thì đồng chí lê văn độ là phụ trách về mảng đất đai tài nguyên đúng không ạ đồng chí đán là phụ trách kinh tế Ông Chí Dũng thì hình như là bên văn hóa. Đấy không ạ? Đó. Thì đấy trước khi về cái bảo ô thế dạo này xếp độ còn làm bên tài nguyên. Ô chết sao anh biết xếp độ? Thì anh nghiên cứu rồi mà. Chứ tự nhiên là sao ai biết chủ tịch ai phó chủ tịch? Mình bao nhiêu anh chị trước khi về một huyện đầu tư tìm hiểu cả ai trưởng ai phó ở cái huyện đấy xin giờ tái. Vâng. Cũng có em. Đúng không ạ. Đấy một người số còn lại không quan tâm à? Ok thế thì đầu tư buồn cười nhưng người ta là người ký xác nhận rồi chuyển đổi mục đích cho giúp mình tất cả những cái pháp lý mình chả quan tâm ai à. Thế nên là đầu tư như thế thì không mất tiền thì hơi ủa Vì mình làm mình có quan tâm ai quản lý mình đâu Đúng không ạ? Đó Nào. Về mặt vị trí địa lý chúng ta cũng phải tìm hiểu xem phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc Thì nó giáp những cái gì từ Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hồng Bí hay Hải Phòng Đúng không ạ? Nó, nó cách các địa điểm quan trọng bao nhiêu xa Đấy Đặc điểm cơ cấu Cái này quan trọng Cái này rất là quan trọng Khi nói về cơ cấu kinh tế Thì nó có ba thứ Nông nghiệp Lâm nghiệp và gì? Và gì ạ? Thương mại dịch vụ Thì xây dựng Và gì? Đây ạ, Công nghiệp và xây dựng là cái yếu tố cốt lõi Nó quyết định cái thị trường bất động sản đấy có tiềm năng không Bạn về một cái vùng mà rồi nông nghiệp 40% Rồi chết rồi một nửa lần đồng ruộng rồi Hiểu không ạ? Bà còn nông dân là suốt ngày sắn quần lội ruộng rồi Kiểu này là khó lắm khó Nhưng mà cái cơ cấu mà khoảng trên 50% là công nghiệp và xây dựng Thì đấy là vùng đất tiềm năng Vì nó sẽ giàu Nó chỉ có là gì? thương mại dịch vụ nó xoay quanh với du lịch đấy nông nghiệp và công nghiệp xây dựng thôi nông nghiệp là chết rồi toàn nông dân làm ruộng trồng rau các thứ là hỏng rồi mà xoay quanh mấy cái thương mại dịch vụ nhà hàng ăn uống là một vài cái linh tinh là chết rồi nó ăn to ở cái xây dựng và công nghiệp đúng không ạ nhá đó và một vài những cái chỉ số ví dụ 22 tốc độ tăng trưởng kinh tế của cái cái cái, cái huyện à, cái thị xã này nó đạt 13,7% Chứng tỏ nó làm ăn cũng hùng hồn đấy Chứ còn mình về cái huyện sau khi nghiên cứu 4%, 3% Tức là mỗi năm nhà nó giàu hơn được 3% Nghèo lâu lắm Làm sao đất nó sốt được Cứ vào đi nghiên cứu Em mùa sau chỗ này thì ăn chỗ kia không ăn Em đợt này số nó không hợp Năm nay tuổi hạn ra Không, không phải, mọi sự là từ rốt mà ra thôi Chứ Nó có số liệu đấy Nó cứ đoán thường người ta mà không hiểu biết thì người ta cứ đổ lỗi cho siêu nhiên không hợp này không được này quên thắp hương này không đi lễ này rồi. các kiểu cái giống rốt làm gì có số liệu này mà đoán được đúng không ạ đó rồi nó sẽ có hai cái khu công nghiệp ở trên cái địa bàn và khu công nghiệp đồng chiều 1 và đồng chiều 2 một cái 180 trăm tám mươi hecta và một cái nằm một trăm năm mươi hecta cái 180 hecta thì đã được phê duyệt quy hoạch 1 trên 500 vào 2020, tức là 4 năm trước rồi. Và cái khu công nghiệp Đồng chiều 2 thì 250 hecta và nó đang đưa vào đề xuất để quy hoạch. Đấy, thời gian tới nó sẽ còn mở rộng thêm công nghiệp nữa. Đấy, rồi nhìn này, nông lâm ngư nghiệp rồi tất cả mọi thứ. Nào, đó. Đó. Vâng. Hệ thống giao thông đúng không ạ? Mình xem là ở đấy nó cái các tuyến đường ví dụ ta có đường bộ Quốc lộ 18, 17B, 326, 333, đó đường hàng không thì có không, không có sân bay. Từ thị xã Đồng Triều lên Nội Bài là 88 cây, 1 giờ 50 phút. Đi sân bay Vân Đôn thì mất 115 cây, mất 2 giờ. Đúng ạ, nhá. Đường thủy có không? 15 bến thủy nội địa. Bạn ạ, bạn nghiên cứu bất cứ một cái thị trường nào thế, xem nó có... Hạ tầng về đường đường bộ, đường thủy, đường hàng không Hiểu không ạ? Nhá? Những cái đấy rất là quan trọng Hạ tầng nó phải tốt Thì kinh tế nó mới phát triển được Nên là cái công việc của chính phủ là Đầu tư công chỉ dành vào hạ tầng thôi Cầu cá, cầu cống, đường xá, rồi cao tốc Chính phủ chỉ làm những thứ đấy thôi Hiểu không ạ? Chứ ai chính phủ cũng tham gia buôn đất làm gì Chính phủ là kiến tạo cuộc chơi Hiểu không ạ? Đó, nhé Đấy. Rồi cả đường sắt ở đây cũng có Nhưng bây giờ họ không sử dụng nhiều Cái này là cái phần quan trọng Cơ cấu về đất đai Thì bạn phải tìm hiểu được Cái cơ cấu chuyển dịch đất đai Đến năm 2030 Thì nó sẽ đi theo cái cơ cấu nào Hiểu không ạ Đó Bao nhiêu đất từ nông nghiệp Chuyển sang phi nông nghiệp Chuyển đổi Tức là tỷ lệ hiện tại và sau này 2020 à, 2030 tức là cái tỷ lệ chênh lệch nhau là bao nhiêu đúng không ạ đấy rồi thì kể cả đất ở nông thôn như kia đấy rồi đất ở đô thị đất ở đô thị sẽ tăng thêm 600 hecta đúng không ạ đất ở nông thôn giảm 145 hecta do chuyển hóa sang diện đất ở đô thị đấy quy hoạch đến năm 2030 diện tích nông nghiệp giảm 6% đó rồi đẩy sang nông nghiệp và khu công nghiệp tăng từ đang không có công nghiệp lên 360 ha với hai công nghiệp đồng chiều 1 và 2. Đúng không ạ? nhá. Đấy các chỉ số đấy. Sau đấy ta phải đi vào thêm được chi tiết hơn các chỉ số này. Ở thị xã Đồng Triều thì nó như vậy rồi nhưng mà từng xã từng phường sẽ được chuyển đổi đất ở như thế nào? Và mỗi năm bao nhiêu hecta thì phải có con số đấy. Hiểu không ạ? Bao nhiêu anh chị khai thác được cả phần này xin giơ tay à? Không ai khai thác được cả Chúng ta không được đào tạo Đúng ạ, à? từng phường một Hồng Thái, Đông, Hồng Thái, Tây, Quế Võ Yên Đức, Yên Thọ, Mạo Khê, Kim Sơn Tất cả mọi thứ, tất cả những cái thông số đấy Hiện tại bao nhiêu Và đến 2023 sẽ được lên bao nhiêu Đấy, những cái chỉ số Đúng ạ, à? đó Nhá. Thì nó có những cái chỉ số như thế Để bạn biết rằng là cái chuyển dịch về lượng đất ở ở các phường nào được ít phường nào được nhiều và mình biết thế rồi thì mình vào một cái phường mà được chuyển đổi nhiều ấy thì rõ ràng mình xin đất ở nó rất dễ vì người ta nguyên cái phường đấy ví dụ một năm 5 hecta hoặc 10 hecta một phường một phường đúng không ạ đấy Thế thì một phường tương ứng với một xã mà được đến 10 hectare đất ở thì, thì mình xin năm bảy trăm mét mới một hét thì, thì các thứ nó đâu cũng có khó đâu, được không ạ? nhé, thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó. Đấy, rồi bạn phải nhìn được cái bức tranh của cái thị trường này qua hàng năm như nào. Trước 2026 thì thị trường chưa có gì đáng chú ý cả, mình không bàn. Quý 2 của 2021 nó từng nó từng được nghe tin là sẽ lên thành phố tức là nó có cái văn bản thì một số những cái khu vực về cái giá đất của nó đặc biệt các khu đô thị nó dao động này từ 20 đến 25 Kim Long có thể từ 9 triệu cho đến 13 triệu rưỡi đúng không ạ đó rồi những ồ sát mặt đường vị trí đẹp từ 22 đến 24 nhưng mà thời điểm mà khi chúng tôi khảo sát lại đến tháng 6 của 2024 ấy thì qua cái thời gian mà nhích giá một lần, tức là trước đó thì không có nhé, 2021 có một lần có sóng. Thế nhưng mà khi chúng tôi khảo sát lại của 2024 ấy thì đất nền đồng chiều bây giờ nó lại còn rẻ hơn trước 2021. Đấy lại thế cơ. Đất nền tại các dự án đúng không ạ, được giao dịch, được trao bán thì nó đâu đó vào khoảng từ 18 đến 22 bao gồm cả Việt Bắc rồi một số những cái khu tần Việt các thứ kìa, tần Việt Bắc. Đúng không ạ? Đất nền trong dân mà cái loại mà uh, dưới 200 m vuông ấy giao bán ở cái mức giá khoảng từ 8 đến 12 triệu. Pháp lý tức là với những cái mà pháp lý đầy đủ nhé chứ còn nếu mà hoang sơ thì không nói vào đây. Dưới 200 m thì thường nó là nó là đầy đủ pháp lý tách riêng một sổ con rồi hiểu không ạ nhé đó thế thì bức tranh tương lai của cái thị trường này như thế nào đúng không ạ theo quy hoạch từ 2021 đến 2030 đúng không ạ thì như tôi vừa nói thì xã Đồng Triều thuộc đô thị Hạ Long mở rộng đúng không ạ là trung tâm tổng hợp rồi thì dịch vụ đúng không ạ Có rất nhiều những cái tuyến cao tốc đấy định hướng phát triển thị xã không gian theo mô hình này một trọng tâm và hai tuyến động lực kim sơn xuân sơn Đồng triều mạo khê đấy những cái điểm đấy nó là cái tuyến động lực đúng không ạ tuyến làn đường ven 10 làn nó có tuyến đường 10 làn nối từ chỗ thị xã đồng triều đâm thẳng vào vìn hạ lòng xanh nó rộng 10 làn xe mỗi bên năm làn hiểu không ạ và nếu bạn bây giờ mà bạn về đến quảng yên là bạn đi cái cao tốc mà Hải Phòng, Hạ Long ấy, bạn thấy cái đường 10 làn cầu nó bắc ngang qua đầu này. To rõ ràng đường làm rồi, nhưng mà nó mới làm các đoạn cầu trước còn ở một số cái đoạn mà ở giữa giữa dần ấy thì bắt đầu nó lại đang đền bù nốt. Nhưng mà tất cả các điểm nối cầu các thứ là nó làm sẵn. Đấy. Vâng, phân vùng không gian đô thị đúng ạ? Rồi, một số những cái dự án nổi bật ở đây. Một số những cái dự án nổi bật. Đường 10 làn ven sông đây, chạy đây. 10 làn. Đúng ạ? 10 làn xe. Dự án là 9.200 tỷ. Dự kiến là thi công từ 2021 đến 2025 phải xong. Đúng không ạ? Nhá. Đó. Rồi thì dự án cầu Lại Xuân. Đúng không ạ? Đấy, nối giữa gì? Cầu Lại Xuân nối giữa Đông Triều với bên Hải Phòng, đúng không ạ? Địa điểm ở đây. Đó. À, trong tháng 7 này nó thông xe một cái cầu nối giữa Quảng Yên với Hải Phòng rồi, đúng không ạ? Cầu rừng. đó, nhá. Pha rừng ok. Rồi, rồi một số những cái dự án bất động sản nổi trội trên địa bàn, ví dụ như là khu. Đô thị mới Kim Sơn giá từ 25 cho đến 35 tùy vị trí. Đúng không ạ? À. Vâng. Nào. Thế thì phần 4 kết luận nghiên cứu tại bàn. Đấy phải có phần kết luận. Khi ta nghiên cứu xong một thị trường ta phải kết luận đâu là R0, đâu R1 và đâu là R2. Đúng không ạ? Đó. Thì với vùng lõi vùng đỏ là R1. Trọng tâm vùng lõi thì nó nằm ở 6 phường trung tâm Đúng ạ, nằm ở trong gồm 6 phường 500 khu đô thị trung tâm hành chính thị xã Đông Triều mới và Kim Sơn Xuân Sơn, đúng ạ. Và khu vực trung tâm điểm giao nút giữa đường 10 Lan và trục Bắc Nam nhưng mà giá đang từ 20 cho đến 35. Vùng thứ hai là vùng vàng có tiềm năng tăng trưởng ở trong trung hạn. Trung hạn thì bình quân chúng tôi làm khoảng từ 2 đến 3 năm. Thì khu vực như là Mạo Khê Yên Thọ Yên Đức và một số các xã như Hồng Thái Đông Hồng Thái Tây và Hoàng Quế đúng ạ đó vùng giá thì nó khoảng từ 8 đến 15 triệu là vùng lõi trở ra đúng ạ và dư địa tăng giá trong vòng 2 đến 3 năm tới còn lớn vì nó sẽ lên thành phố đúng không ạ nó lên thành phố đúng không ạ còn cái vùng thứ ba lại màu xanh này, này là cái vùng này là gì để ý rồi quan sát dài hạn Đúng không ạ? Đó, thì nó như thế và Rồi, ok Thì đấy là cái cách mà để giúp các anh chị làm một cái bản báo cáo Mình có tất cả các số liệu xong Mình phải khoanh lại được ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3 của một thị trường Và sau phần mà nghiên cứu thị trường mà tại bàn Đây là ngồi tại nhà làm chứ không phải đi Thì sau phần này thì nó sẽ có phần nghiên cứu thực địa thì nó, sau cái này các anh chị học sâu tôi sẽ có phần hướng dẫn về nghiên cứu thực địa thì khi xuống thì đi khảo sát cái gì và không nên đi cái gì chứ cứ về đấy làng thà làng thàng thì có mà hết ngày hết tháng hiểu không ạ nhá ok và cảm ơn các anh chị về phần nghiên cứu thị trường vừa rồi Nhấn like. Chia sẻ. Đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.